Chào mừng các bạn đã ghé xem video của mình ha. Nay mình vô tình lướt thấy em game MOBA khá tếu và khá là dễ thương này. Sau khi chơi mình sẽ chọn nhân vật tướng là anh hùng Điện Miêu với cái tên rất là hoành tá tràng. Với gồm 3 kỹ năng chính, Điện Miêu tạo ra một tàn ảnh của bản thân chứa đầy năng lượng lổ. Sau 0,5 giây sẽ tự động phát lổ, gây 350 sát thương, cộng với 100% công phép. Sát thương phép này cần đơn vị trong phạm vi. Khi sát thương ở level 1 là 350 sát thương, và hồi chiêu là 6 giây. Sau khi lên level 6 thì mức sát thương cơ bản của kỹ năng này là 650. Kỹ năng ảnh vụ. Chiêu thứ hai chính là chiêu tức xúc điện, biến thành dòng điện không ổn định di chuyển tức thời đến trên chiến trường, gây cho địch 200 sát thương cơ bản cộng 30% công phép. Sát thương phép nên các đơn vị địch khi chạm phải. Sát thương cơ bản ở level 1 là 200. Thời gian hồi chiêu là 8 giây. Khi lên đến level 6 thì mức sát thương đến tới 500. Và thời gian hồi chiêu chỉ có 6 giây. Và chiêu thức cuối cùng trong bộ kỹ năng chính của Điện Miêu đó là chiêu thứ 3. Dòng điện xoáy tạo ra một dòng điện xoáy điện, kéo đơn vị địch mục tiêu về vị trí của Điện Miêu trong một giây, gây 250 sát thương cơ bản cộng 50% công phép. Khi ở level 1, hồi chiêu là 16 giây và cao nhất là level 3 với mức sát thương là 500 và hồi chiêu chỉ có mất 14 giây. Sau khi những bước cơ bản về giới thiệu chú tướng Ngộ Nghĩnh Điện Miêu này thì cuộc chơi đã bắt đầu. Khi mà chiến trường chỉ mỗi bên là 3-3. Nhìn tiểu nhảy nhót của chú Điện Miêu rất là buồn cười. Một chú gấu rất là cú nhảy và rất chi là tấu hài, nhưng đã bị đội bạn làm thịt. Chú gấu của mình rất chi là yếu sinh lý, không hề khỏe chút nào. Khi mà bị địch chỉ bắn và hít mà ra đi củ tỏi rồi, sao lại có thể yếu như thế nhỉ? Tình trạng hai đội không hề cân sức. Khi mà đội mình cái tình trạng hiến dâng tính mạng lên cho địch thế này, ui giời ơi, đánh đấm thế này thì thua mất thôi, làm sao ăn được đội bạn đây. Game này map chiến đấu rất là hẹp, không vào quy mô rộng map.
cho nên hai đội đối đầu nhau chỉ với một con đường thẳng. Ngay Tưởng Như Mộng, ôi giời ơi, không ăn nổi rồi. Anh chàng Điện Mưu méo này yếu quá, chứ làm gì được địch mà đã phải làm sấp mặt rồi. Ây giời, làm gì được đây, vút lại. Và làm gì? Ui giời ơi, chết rồi. À, mình cũng giết được một mã đầu tiên. Ui giời ơi, mãi mới giết được một mã. Hy sinh 5 mã rồi mới giết được một mã đấy. Anh Điện Miêu của mình nhún nhảy rất là ngộ nghĩnh, với bộ quần áo rất là Việt Nam. Với quả đội lõn hơi bị kinh dị đây, sorry. Nhưng mà vẫn nộp mạng cho địch như thường. Địch khỏe quá. Đội mình đã bất lực và bị thua áp đảo hoàn toàn khi mà bị đối phương ép cho không lên nổi. Tình hình trận đấu rất là biến cố. Khi mà đội mình không ai gánh được tin. Tỷ số chênh lệch quá nhiều khi mà bên mình đã hy sinh 14 mạ, mà địch chỉ mới mất có 3 mạ thôi. Một con game rất là tấu hài, nhìn rất là ngộ nghĩnh, chơi cũng rất là vui đấy. Ai này, rồi ôi, hút điện. Ui, không làm gì được. Ui giời ơi, đội mình đánh chát quá. Nhìn đội bạn mà ham mà không làm gì được. Ui giời, ôi giời ơi, tình trạng mình cứ lướng thịt hiến dân thể xác cho địch thế này. Điện Miêu của mình hay liêu siêu của điện đó. Tình trạng này chắc toang rồi, toang vỡ cả lõn rồi. Úi giời ơi, anh Điện Miêu làm gì đây? Điện Miêu của địch đánh khỏe ghê, mật của mình nhiều thế nhỉ. À, húp được một mạng rồi đó. Úi giời ơi, Điện Miêu bà. Ái à, cũng ra gì đấy. Úi giời ơi, tiếp thế. Để địch chạy mất quá. Toán ơi, vỡ trụ ơi, thua đến nơi rồi.
Một con game MOBA chơi cũng rất là vui. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye anh em, thank you anh em nhiều.